Các quan chức thành phố Houston, bang Texas ngày 19 tháng 10 cho biết, một máy bay tư nhân đã gặp nạn khi đang trên đường cất cánh từ sân bay Houston Executive Brookshire tới Boston. Theo giám đốc các dịch vụ khẩn cấp của Hadwiller Harris, chiếc máy bay gặp nạn thuộc dòng máy bay phản lực McDonnell Douglas MD-87, loại máy bay chở khách thương mại thân hẹp của doanh nhân James Alan Kane. May mắn vụ tai nạn không gây bất cứ thiệt hại nào về người, chỉ có hai hành khách cùng một trẻ nhỏ bị thương nhẹ và phải đưa tới bệnh viện điều trị. Giám đốc các dịch vụ khẩn cấp Hadwiller Harris cho biết, những người trên máy bay đã rất bình tĩnh, tự tìm cách thoát ra khỏi máy bay khi nó đang bốc cháy. Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng tới hiện trường và dập tắt đám cháy. Kết quả điều tra ban đầu cho biết nguyên nhân vụ tai nạn trên là do chiếc máy bay đã không đạt được độ cao để cất cánh ở cuối đường băng sân bay.